Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh YouTube Yên ơi. Nhà mình là chuyên tất cả các dòng xe hãng nhé. Bên mình không bán xe tạp nham, mình chỉ bán dòng xe hãng như là Suzuki, Yamaha đó và dòng Honda. Nên là hôm nay mình review chút dòng Raider, Sunker này rồi Sachia cho mọi người nhé. Nào mọi người xem kênh của mình nhớ cho mình xin một nút đăng ký kênh nhé, để ủng hộ mình, để mình làm clip nhiều hơn, mình úp clip lên mọi người xem xe và tham khảo để hiểu về nhiều xe hơn cũng tốt đấy ạ. Nên là mọi người xem kênh nhớ bấm đăng ký ủng hộ mình một cái nút nha. Đây là nhà mình có một chiếc mô tô này. Dòng xe này thì người ta dọn và độ lên rồi nhá. Tôi mua về đi cà phê thì rất là đẹp nha mọi người. Bạn nào đam mê mô tô thì xin em nó nhá. Đó, xe đã dọn kiểng rồi. Đó là dòng mô tô. Còn bên này là nhà mình chiếc Sachia nhá, màu vàng đen. Đó, bạn nào đang tìm Sachia thì ghé cửa hàng mình nhá. Sachia đấy ạ. Hiện tại cửa hàng đang còn 2 chiếc Sachia, Solix và Raider. Đó. Biển 61D1 nhé mọi người nhé. Bạn nào cần tìm xe đúng Sachia mà lại cần biển 61 nữa thì ghé đây, gặp được đúng nhà mình rồi đấy ạ. Xe đẹp, không tì vết. Bên này là chiếc màu đen nhé mọi người nhé. Nó giống như kiểu đen xám. Đó. Xe rất là đẹp. Dòng xe này chạy thì khỏi chê luôn ạ. Chạy là mê ngay từ lần đầu. Và mình mới giới thiệu là cửa hàng nhà mình là cửa hàng xe máy Việt Thái, nằm trên đường DT743, khu phố 2, An Phú, Thuận An, Bình Dương nhé mọi người. Mọi người mà ở gần khu vực này thì cứ tới cửa hàng mình xem xe, xem tận mắt nhá, tham khảo thoải mái ạ. Khi nào mình có nhu cầu hoặc khi nào mình tìm được đúng chiếc xe mình ưng ý thì mình bắt đầu mua, ủng hộ cửa hàng. Cửa hàng mình với dòng xe lớn tiền là cửa hàng mình có hỗ trợ rút hồ sơ sang tên đổi chủ nhé mọi người nhé. Đây là chiếc Solix ạ. Nên là mọi người cứ yên tâm, muốn mua xe mà về tên mình chính chủ thì thoải mái nha, cửa hàng mình có hỗ trợ. Đó, đây là hai chiếc Raider Sunker nha. Mình còn hai chiếc Raider Sunker, bạn nào đang tìm Raider Sunker thì ghé đây nha, dinh hai em nó. Đó, một em đen xám và một em đen vàng. Các bạn thích em nào? Đây là Raider Sunker. Bữa bạn nào có nhắn tin hỏi mình cửa hàng còn Raider không, bữa nay cửa hàng còn hai cái này mới về. Đó. Và cửa hàng mình còn rất nhiều các dòng xe khác nha mọi người nhé. Là khi mọi người xem kênh nhớ bấm cho mình xin một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mọi người có thể tham khảo nhiều dòng xe hơn, mình biết về xe hơn, để sau này khi mình có nhu cầu mua xe thì mình mua được đúng một chiếc như ý nhé. Đây là mấy chiếc Vision ạ. Cửa hàng có hai chiếc đen nhám, một chiếc đỏ, một chiếc trắng ạ. Mình nói lại là cửa hàng mình là cửa hàng xe máy Việt Thái, nằm ngay vòng xoay An Phú, Thuận An, Bình Dương nhé mọi người nhé. Mọi người có thể đến vòng xoay An Phú thì có thể alo cho mình. Số điện thoại của mình là 0977428669. Nếu các bạn muốn quan tâm về dòng xe nào á thì các bạn có thể gửi tin nhắn qua Zalo để mình chụp hình và quay clip chi tiết chiếc xe để gửi cho mọi người xem nhé. Hoặc là mọi người ở khu vực Thuận An, Bình Dương gần gần thì mọi người có thể ghé thẳng cửa hàng nhà mình xem luôn. Cứ chạy tới vòng xoay An Phú thì alo cho mình. Mình sẽ chỉ đường, tại vì cửa hàng mình cách vòng xoay An Phú một chút xíu thôi ạ, có 500m thôi ạ. Đó là cửa hàng xe máy Việt Thái nhé mọi người nhé. Bên cửa hàng nhà mình còn rất nhiều dòng xe nên là mọi người cứ theo dõi kênh mình thì nhất định sẽ tìm được một chiếc xe ưng ý ạ. Tại vì cửa hàng ngày nào cũng về mấy chiếc xe ạ. Đó, có hai người đi lấy xe rồi, xíu nữa là đang đưa về 4 con xe mới nữa. Thế nên là mọi người cứ theo dõi kênh mình nhé, rồi sẽ tìm được dòng xe ưng ý ạ.
Cảm ơn tất cả mọi người, những người đã đăng ký kênh và những người đã xem clip của mình nha. Cửa hàng mà mình là cửa hàng xe máy Việt Thái, nằm trên đường DT743, khu phố 2, An Phú, Thuận An, Bình Dương. Mọi người có thể tới vòng xoay An Phú rồi alo cho mình nhé. Số điện thoại của mình là 0977428669. Mình nghe máy 24/24 luôn. Và bây giờ là chào tạm biệt mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình.